Hôm qua, ngày 17 tháng 9 năm 2021, lãnh đạo công an tỉnh đã đến trao giấy khen cho hai hộ gia đình người dân đã có đóng góp tích cực chung tay cùng lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch ở huyện Mỏ Cầy Nam và Chợ Lách. Theo đó, Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã đến thăm hỏi và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cầy Nam và hộ gia đình ông Lê Tâm Đoan, ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền các cấp về việc chung tay cùng với các lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch hộ gia đình ông hùng và ông đoan đã tự nguyện cho mượn một phần đất nhà là nơi ở buôn bán sinh hoạt của gia đình để hỗ trợ lực lượng công an lập chốt tại cửa ngõ cầu cố chiên xã thành tế a huyện mỏ cầy nam giáp với tỉnh trà vinh và chốt cửa ngõ tại phà đình khao xã phú phụng huyện trà lách giáp với tỉnh vĩnh long để kiểm soát người và phương tiện qua lại phục vụ công tác phòng chống dịch góp phần tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương kiểm soát được tình hình dịch bệnh Thượng tá Phạm Thanh Tùng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình, lực lượng chức năng từ các hộ gia đình như ông Hùng, ông Đoan và nhiều người dân trên địa bàn, động viên, khích lệ tinh thần của các hộ gia đình tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.